Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi năm 2022. Thông qua hội nghị, Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư cho 48 dự án vào huyện Hóc Môn và Củ Chi với tổng vốn đầu tư dự kiến là 9.415 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu trước hơn 1.000 cử tri trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc định hướng đưa huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi trở thành đô thị sinh thái, một cực tăng trưởng mới, một thành phố xanh phía tây của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, bên cạnh hạ tầng giao thông kém phát triển, công tác quản lý đất đai có một số vấn đề là một trong những điểm nghẽn trong thu hút nhà đầu tư. Huyện đang cố gắng khắc phục, phải hạn chế thấp nhất việc phân lô bán nền nhỏ lẻ, không kết nối với các hạ tầng kỹ thuật, tạo ra những khu dân cư nhếch nhác. Quỹ đất nông nghiệp của huyện cũng sẽ chuyển đổi một phần vì sản xuất nông nghiệp truyền thống không có sản lượng cao, phải chuyển đổi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ, có giá trị gia tăng cao hơn. Đồng thời, bài toán phát triển phải tính toán đầy đủ, hài hòa các mặt kinh tế, an sinh xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng an ninh. Bài toán này cần phải có sự quyết tâm, có trí tuệ của nhiều người, sự tiếp thu của địa phương, sự lãnh đạo của thành phố thì mới hiện thực được mục tiêu đề ra. Ngoài hạ tầng, yếu tố lao động cũng cần được xem xét từ bây giờ. Dù là thuộc thành phố, nơi cung cấp hàng triệu lao động trong ngành dịch vụ, du lịch, nhưng lao động có tay nghề Củ Chi thiếu rất trầm trọng. Giải quyết bài toán hạ tầng, giúp việc đi lại dễ dàng hơn thì cũng sẽ tháo được nút thắt thu hút lao động có tay nghề về làm việc ở Củ Chi. Hiện nay tại Hóc Môn còn khoảng hơn 5.000 hectare đất nông nghiệp, chiếm hơn 48% diện tích tự nhiên, được quy hoạch phát triển đô thị, nhưng chưa sử dụng do là quy hoạch treo, không khả thi. Đây là nguồn lực, tài sản rất quý của Hóc Môn, cũng là một trong những tiền đề cho bước đường phát triển trong tương lai. Huyện cũng đã mời gọi đầu tư vào 23 vị trí đất để phát triển dự án lâu dài ở Hóc Môn theo hướng đô thị mới văn minh, hiện đại, sinh thái. Hóc Môn đang có mấy cái khó. Cái thứ nhất là hạ tầng giao thông tuy khó đầu tư nhưng vẫn chưa đảm bảo cho cái xu hướng phát triển chung, bởi một cái lẽ là cái không gian dịch chuyển cái lưu lượng giao thông từ trung tâm thành phố về ở hướng Tây Bắc mà Hóc Môn đang gánh chịu là khá lớn. Phải gánh chịu cái trục giao thông từ ở Bình Dương về ở miền Tây, cụ thể là Long An, và từ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là phía Nam đi ở Tây Ninh hoặc là sang Campuchia. Hiện nay thì cái Hóc Môn có thể nói cũng là một trong những nơi mà kẹt xe thường xuyên liên tục ở thành phố này. Cho nên đòi hỏi phải cần có sự đầu tư về giao thông, cái hạ tầng giao thông cho sự phát triển của Hóc Môn. Đây là một trong những cái nội dung cũng bức bách của Hóc Môn trong xu hướng phát triển tới. Cái thứ hai nữa là cái định hướng phát triển của Hóc Môn thì trong nghị quyết đại hội cũng khá rõ. Nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng do cái điều kiện, cái quy hoạch của Hóc Môn trước nay, nó đến nay nó đã lỗi thời rồi. Nó không có đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của địa phương này. Cái thứ ba nữa đó là trong quá trình đó, các cái khu công nghiệp đã được định hình mà theo cái quy hoạch cách nay cũng hơn 10 năm, có những cái 20 năm rồi, cũng không phát triển được, cũng đang vướng khó. Và trên cơ sở đó thì một số cái hoạt động công nghiệp mà hiện nay người ta trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn của huyện, phần lớn hiện nay là dịch vụ công nghiệp dệt và may ở Hóc Môn cũng đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu chúng ta sắp xếp điều chỉnh quy hoạch tốt, có giao thông tốt thì tôi tin rằng cái tiềm năng phát triển của Hóc Môn sẽ cao hơn nữa, và nó sẽ những cái nơi để các cái doanh nghiệp người ta sẽ về tập trung đầu tư phát triển. Huyện Hóc Môn cũng đang tiếp tục phối hợp với tổ công tác của Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát tổng hợp với 304 vị trí cần điều chỉnh quy hoạch cục bộ, đề xuất điều chỉnh hướng quy hoạch huyện Hóc Môn làm cơ sở triển khai lập và trình phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 toàn địa bàn để đáp ứng tiêu chuẩn phát triển huyện thành đơn vị hành chính đô thị. Cái đầu tiên đó là cái vấn đề giao thương giao thông. Cái đó là một cái đặc thù mà huyện Hóc Môn được coi như là có được. Tức là từ Hóc Môn mình sẽ tỏa ra các cái tỉnh thành miền Tây Nam Bộ và tỏa ra các cái tỉnh thành miền Đông Nam Bộ cũng rất là thuận tiện. Và đặc biệt là nó đi về cái hướng coi như là Tây Ninh có cái cửa khẩu Mộc Bài. Đấy, đó là một trong những cái vấn đề mà thuận tiện cho vấn đề giao thương giao thông mà ưu việt của huyện Hóc Môn có được.
Rồi cái thứ hai, khi mà mình định hình tại Hóc Môn thì mình đã nhìn nhận được là một cái hệ sinh thái trên địa bàn huyện Hóc Môn còn rất là tốt. Rồi một cái quỹ đất của Hóc Môn cũng đang còn dồi dào, tương đối dồi dào, đủ cho các doanh nghiệp có thể phát triển trong tương lai. Đó là những cái định hình mà khi doanh nghiệp đặt chân đến trên địa bàn huyện Hóc Môn thì nhận thấy có những cái ưu việt như vậy. Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương liên quan, thực hiện tốt công việc với tốc độ cao, nhanh hơn với các trọng tâm. Cần quan tâm hệ thống giao thông tại hai huyện, đường bộ, đường cao tốc, đặc biệt là hệ thống giao thông đường thủy và thậm chí là đường sắt tốc độ cao. Nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, chính sách để sớm huy động nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông có tính huyết mạch, tạo tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hoàn thành đường Vành Đai 3 để đưa khu vực Hóc Môn, Củ Chi đến gần với phía đông thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Đầu tư đường Vành Đai 4 để kết nối vùng thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường ven sông Sài Gòn với khu vực nội thành, kết nối giao thông giữa huyện Củ Chi, Hóc Môn với trung tâm thành phố, kết nối Củ Chi, Hóc Môn với hệ thống sân bay quốc tế, cảng biển để tiếp cận thị trường thế giới. Bên cạnh đó, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp có tiềm năng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, điều chỉnh quy hoạch hai huyện phù hợp với định hướng chiến lược mới, xứng tầm là một cực tăng trưởng chất lượng cao và là thành phố mới, sinh thái, văn minh. Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân, cần thực hiện đúng cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư, khẳng định uy tín, sớm triển khai nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư đúng với quy định pháp luật. Khi đầu tư vào huyện Hóc Môn, Củ Chi, hai địa phương có ý nghĩa đặc biệt, cần có chính sách bảo vệ môi trường, trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của hai huyện. Đồng thời phải lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước để phát triển những vùng đất anh hùng cách mạng.